Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm sợ cầu kình báo oán đảng lập đàn cúng tế. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2020 vừa qua, nhà hoạt động xã hội Trịnh Bá Phương, người đưa tin về những diễn biến ở Đồng Tâm ra công luận một cách tích cực nhất, đã đăng trên trang Facebook cá nhân về một sự việc bất ngờ ở Đồng Tâm. Đó là có hai xe ô tô phủ kín bạt chở vàng mã đồ cúng về chùa Phượng Lâm, huyện Mỹ Đức để cúng bái. Tin cho biết khóa lễ bắt đầu từ chiều ngày 5 tháng 6 và dự kiến kéo dài 2-3 ngày. Người dân cho biết tờ sớ thầy cúng viết có ghi công an, tư pháp và pháp y. Đây là hình ảnh vàng mã được bày khắp trong chùa Thượng Lâm, ảnh do anh Phương chia sẻ. Anh Phương cũng bày đặt ra giả thiết như sau. Phải chăng sự sợ hãi, nỗi ám ảnh sau khi giết chết cụ Lê Đình Kình đã khiến những người liên quan phải về đây mở khóa lễ cúng bái? Theo anh Phương, ngay sau ngày 9 tháng 1, ngày cụ Kình bị hành quyết tại phòng ngủ, đã có những hiện tượng thiên nhiên kỳ bí. Các cụ cao niên thì nói rằng cả đời nay mới chứng kiến đêm giao thừa Canh Tí có mưa đá, dông, sấm chớp, rền trời. Tiếp đó liên tục xuất hiện mưa đá tại các tỉnh phía Bắc, tàn phá diện tích lớn hoa màu, nhà cửa. Phía Nam thì các vùng ven biển hạn mặn. Tại Tiền Giang, dân không có nước để sinh hoạt, cây cối chết khô. Trong khi dịch bệnh hoành hành, lòng dân ai oán, giặc bên ngoài kéo đến xâm lăng bờ cõi. Liên tiếp các sự kiện trên phải chăng đó cũng là điểm báo cho sự kết thúc của một triều đại cộng sản đang cai trị nhân dân bằng súng đạn, bằng dùi cui và còng số 8. Và phải chăng vì vậy mà những kẻ liên quan đến cái chết cụ Kình đã phải bỏ số tiền lớn mua vàng mã thuê thầy cúng để cầu thần, cầu Phật giải cái nghiệp này. Và cho đến sáng ngày 6 tháng 6, anh Phương cho biết thêm hiện công an chìm nổi đang đi khắp làng, canh không cho người dân tiếp cận vào chùa. Gia đình cụ Kình lo lắng, họ kéo đến mộ cụ nên phải thức trắng đêm trông giữ để đề phòng chúng đưa pháp sư ra đó làm trò ma quỷ, bậy bạ trên cái mộ của cụ. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động đã viếng mộ cụ Lê Đình Kình nhân ngày thứ 49 cụ ra đi. Ảnh được chia sẻ bởi nhà hoạt động Đặng Bích Phượng. Từ bài viết của anh Phương, Facebook Mạc Văn Trang đã cho rằng sự việc trên khiến dư luận bàn tán xôn xao với nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Có người thì cho rằng tội ác của chúng giết hại cụ Lê Đình Kình quá dã man, tàn bạo, khiến chúng lo hãi, bị quả báo, bị thánh thần trừng phạt nên về đình chùa, cầu, cúng, hối lộ thần, Phật, mong được thoát tội. Nhưng thử hỏi có thần, Phật chân chính nào nhận hối lộ của bọn ác nhân mà dung tha cho bọn chúng hay không? Gương tẩy liếp đấy, mấy đại gia của chúng đều cầu cúng tận đất Phật và cúng tiến vào các đền, chùa, cơ man nào tiền vàng mà vẫn bị chết thê thảm đấy. Có người thì lại nói chúng nó sợ hãi vong linh cụ Kình sẽ về quật chết bọn chúng, nên cầu cúng thánh thần khuyên nhủ mua chuộc quản chế vong linh cụ và sớm đưa cụ siêu thoát đi cho chúng được yên thân. Nhưng xin nhớ lúc sống, tiền bạc, cường quyền, kể cả cái chết cũng không đe dọa lây chuyển được cụ Kình, thì nay cũng không có thế lực nào khuất phục được cụ đâu. Và cũng có người bảo chúng gây tội ác rồi lễ lạt mong cho qua và còn mong tiếp tục gây tội ác mới được chót lọt. Bọn ác ôn không có lương tri, không hối lỗi đâu. Chúng nghĩ thánh thần cũng như cấp trên của chúng hối lộ để khỏa lấp tội ác trước và tiếp tục gây tội ác mới, khủng khiếp hơn. Như vậy dân Đồng Tâm, những người bị bắt sắp đem ra xét xử sẽ bị chúng buộc tội nặng và chúng đem thầy phù thủy về trấn yểm mộ cụ Kình hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Và ông Trang cũng kết luận như sau. Càng ngày các quan chức, đảng viên từ thấp đến cao càng mê tín, cầu cúng khắp nơi, chứng tỏ họ chả tin ra gì vào chủ nghĩa Mác Lê vô thần. Càng ngày họ càng lo, hãi, run sợ vì những tội ác đã gây ra với nhân dân, vì những việc làm gian manh, dối trá, hèn hạ, bất nhân và đi cầu cứu cả thánh thần lẫn ma quỷ. Đây là hình ảnh cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng tổ chức cúng bái ở chùa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đáng lẽ họ phải thành tâm nhận ra lỗi lầm, hối cải, cầu cứu nhân dân tha thứ và thay đổi bản thân để sống cho có đạo lý, có công lý, theo truyền thống dân tộc là lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Thì họ lại cứ bấn loạn, không có chính tâm, thành ý, không biết đâu là chân lý. Và rất nhiều cư dân mạng đã tỏ ra bất bình trước hành động trên của nhà cầm quyền.
một tài khoản có tên là Lê Oanh đã bình luận như sau. Nghe các bà lão trên chùa nói, trong khóa lễ có lập cả đàn cắt đoạn giải ngã oan, không hiểu chúng giải oan cho ai. Nếu giải oan cho cụ Kình và dân Đồng Tâm thì cứ việc mở tòa xét xử trả lại công lý cho cụ và con dân. Chứ vu oan đường Trần rồi lại giải oan đường Âm, nó nực cười không chứ. Một tài khoản khác có tên là Tâm Nguyên thì bình luận tiếp như sau. Tâm bất an, sinh mê tín, làm việc bất chính, cầu đảo nơi nào, đạo trời vốn sẵn phép, công bằng, người càng lớn tuổi chết oan càng linh, hồn cao niên, công năng âm phần họ cao lắm, không phù thủy nào ém được vì họ đã biến thành thất la sát rồi. Tài khoản có tên là Quỳnh Chi thì chia sẻ bài viết của anh Phương kèm bình luận như sau. Chưa giết được người thì mặt đỏ như vang, giết được người thì mặt vàng như nghệ. Đây cũng là bài học cho những người cầm súng. Súng là tài sản của nhân dân, giao cho các anh bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước. Các anh nhắm vào tội phạm, vào giặc thì luôn được dân quý, dân tin. Đi nhắm vào một ông cụ đã gãy chân, liệt giường, tay không tấc sắt, dễ ăn quả báo lắm. Và cũng người này chia sẻ tiếp, các anh em lo sợ như này chắc chỉ có bằng lý luận trung sơ cấp thôi, không thì cố mà học lấy cái bằng lý luận cao cấp, có chủ nghĩa Mác Lênin vô địch thì còn sợ gì thánh thần nữa. Còn nhà hoạt động Lê Dũng Vô Va đã nhận định tiếp như sau, ngu dốt, vô thần, lưu manh, càng chạy chữa thì càng gánh nghiệp, nghiệp quật rất nhanh, cứ làm bậy xong, lĩnh quả báo cũng nhanh thôi. Đây là hình ảnh vàng mã ở chùa Thượng Lâm vào hôm 6 tháng 6, ảnh do anh Phương chia sẻ. Anh Dũng còn nhìn nhận vấn đề dưới khía cạnh tâm linh khi cho biết, hôm nay, tức 6 tháng 6, ngày rằm tháng 4 nhuận, là ngày kỵ, tức là ngày cần thanh tịnh, giữ gìn môi trường và không tham gia tâm linh sạch sẽ, tránh ô nhiễm và sát sinh, xả rác. Thế mà đứa nào xúi đều cho lũ vô thần đi mua mã tiền vàng, rồi lễ ai bị xúi, làm điều ngu dốt và dại dột rồi. Chắc chắn bị thầy đều, xúi bậy vì đang hoang mang, lo lắng sau khi gây ra tội ác, làm điều xấu bị báo ứng. Lễ vậy vừa mất tiền oan, vừa gây thêm nghiệp chướng, đầu độc môi trường càng bị phạt nặng hơn. Hơn nữa, ông Dũng còn nhấn mạnh, ngày 6 tháng 6 cũng là ngày môi trường quốc tế. Anh Phương cũng đề cập trong bài viết của mình rằng, nhà văn Nguyên Ngọc đã nói tội ác này đến trời không dung, đất cũng không tha, thì thần Phật nào cứu được cho kẻ ác. Trước đây đã có quả báo nhãn tiền đối với những Trần Đại Quang đàn áp người dân Tây Nguyên, Nguyễn Bá Thanh cướp đất, Cồn Dầu, vân vân. Có chăng để giải cái nghiệp này thì việc trước mắt là công an, chính quyền phải thể hiện bằng hành động cầu xin sự tha thứ của nhân dân, đối xử công bằng với những người đồng tâm đang bị bắt, sau là mang lễ, dù chỉ nén hương, hoa quả và cả số tiền phúng điếu đang phong tỏa tại ngân hàng Vietcombank mang đến tạ lỗi trước vong linh cụ Kình. Và trong một diễn biến liên quan, vào ngày 6 tháng 6, nhà hoạt động Nguyễn Xuân Diện đã đăng trên trang Facebook cá nhân một chuyện lạ khác kèm theo video cuộc nói chuyện của ông Diện với con gái cụ Lê Đình Kình. Và mời các bạn xem đoạn video này để biết thêm thực tế. Em nói với anh, nếu như công an mà chết là người ta phải phơi bày ra để cho dân nhìn thấy. Nhưng đây lại không phơi bày, mà chẳng hạn như gia đình người ta có con chết, người ta phải về người ta làm lễ câu hồn nọ kia. Nhưng đây lại không thấy một ai đến hỏi về những cái chuyện đấy cả. Đấy. Người nào nói cả. Đấy, nó là sự như thế. Mà bây giờ bố em năm nay 80 mấy tuổi để đảng, 58 tuổi đảng. Như thế, bắt lúc nào chả bắt được. Một cái năm 2017 ra lừa bố em lên Đồng Xanh để đánh gãy chân. Nếu mà đợt đấy mà không giữ được 38 cán chiến sĩ nhá, thì chắc là thủ tiêu bố em chết rồi, thì không còn sống đến bây giờ. Mà cũng dân làng chả ai bắt cả, tự người ta theo về. Lúc đấy là người ta sợ người dân đánh người ta nên người ta theo dân làng về, tự về nhà văn hóa thì chả ai bắt giữ cả. Đấy, xảy ra cái chuyện như thế mà. Và cho đến bây giờ tất cả những người dân trong làng cũng không ai nhìn thấy ba cái người chết của cảnh sát cơ động là như thế nào. Đấy, không ai nhìn thấy ai. Không ai có cái chứng tích gì bảo là người chết nữa. Đấy. Mà công an chết rồi. Chả ai được chứng kiến nhìn thấy. Không ai trông thấy. Mà bây giờ lại bắt dân như thế, nhà bây giờ bắt hai đôi vợ chồng con còn đang nhỏ. Có một cái chị con nhỏ lắm, chị Phượng phải không ạ? Phượng, đúng rồi. Bây giờ người ta một nách ba đứa con bỏ lại cho bố mẹ chị già. Chị chưa được ra đúng không? Chưa ai được ra cả. Quay vòng qua. Còn tầm như bố em thì già rồi, bắt lúc nào không bắt được. Mà kể cả nếu mà bắt đến nhà khám nói hẳn hoi tử tế, năm nay nửa đêm nửa hôm tấn công vào gia đình nhà người ta làm như thế thì ai sẽ chịu được. Và nội dung trong video ông Diện cho biết thêm,
Vào ngày 29 tháng 3 năm 2020, con gái cụ Lê Đình Kình cho biết kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến gần 100 ngày sau, không có thân nhân nào của ba cảnh sát hy sinh ở Đồng Tâm, theo công bố của Bộ Công an, đến làng Hoành, xã Đồng Tâm để câu hồn, triệu vong. Theo thủ tục ma chay của người Việt, nếu người chết không phải do bệnh tật, thì tang gia sau khi chôn cất người chết sẽ làm lễ rước hương linh nơi tử vong về bàn thờ. Có nơi gọi là lễ cầu hồn, có nơi gọi là rước linh. Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin vào ngày 16 tháng 1 năm 2020, Bộ Công an đã tổ chức lễ truy điệu tiễn đưa ba cảnh sát này về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự việc này cũng khiến cho dư luận liên tưởng đến việc mới đây khi Tòa án Bình Phước không cho tang gia vào cúng rước hương linh ông Lương Hữu Phước, người được phát hiện tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước sau vài giờ bị tuyên án 3 năm tù chiều ngày 29 tháng 5 và ông đã tự tử. Đây là hình ảnh trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước nơi ông Lương Hữu Phước đã nhảy lầu tự tử sau khi nghe tin tuyên án vào ngày 29 tháng 5. Ngày 5 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Đình Dũng cũng cho biết gia đình tang gia đã không được Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước cho vào nơi ông Phước tử vong để làm lễ gọi hồn, theo truyền thống tín ngưỡng của người Việt. Mặc dù gia đình đã làm đơn trình bày nguyện vọng, ông Dũng cho rằng người Việt có câu nghĩa tử là nghĩa tận để nói lên rằng chúng ta bỏ hết tất cả những thủ tục tức thời đối với người mới qua đời để lo hậu sự theo truyền thống tín ngưỡng dân gian mà ông cha ta đã để lại. Điều đó thể hiện tính nhân văn của con người. Qua đó, luật sư Dũng cũng nhận định như sau: việc Tòa án tỉnh Bình Phước không cho tang gia vào nơi ông Phước tử vong là một hành vi rất đáng lên án. Đây rõ ràng là hành vi thiếu nhân văn. Không những thế, đây cũng được xem là nơi xâm phạm tín ngưỡng đối với người dân trong cộng đồng hành vi bằng hành vi ngăn cản hoạt động tín ngưỡng thờ cúng. Sự việc này đã gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận. Và với việc thờ cúng sau khi cụ Lê Đình Kình mất tại Đồng Tâm và những việc diễn ra gần đây, chúng ta thấy rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam đang càng ngày đi vào ngõ cụt. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm sợ cụ Kình báo oán Đảng lập đàn cúng tế. Các bạn hãy chia sẻ video này cho người dân biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.